Sau đây xin mời bà con mình nghe tiếp tập cuối của hồi ký Tù Cải Tạo Mãi Mãi Không Quên của tác giả bác sĩ Lê Bá Dũng. Thật là tình cờ, ở trong trại một này tôi được tái ngộ với linh mục Đỗ Bá Ái. Nguyên trước năm 75 khi còn làm việc ở Quảng Trị, có vài dịp tôi đã gặp và quen với linh mục ấy. Sau đó khi đổi về Nam, tôi không hề gặp nữa. Bây giờ, lúc đi ra vệ sinh và đứng thở hít khí trời, tôi thấy một ông già mặt còn phương phi, nhưng tóc đã bạc hết. Nói với tôi qua hàng rào sắt: "Bác sĩ, nhớ tôi là ai không?" Tôi không thể nhớ ra và đã trả lời: "Dạ không." Linh mục ấy nói: "Tôi à, là linh mục Đỗ Bá Ái đây." Tôi thật mừng. Sau đó ông quăng qua hàng rào cho tôi 1 đồng. Tôi nói tôi đã có rồi, nhưng ông bảo gửi tôi để mua rau ăn thêm. Âm thanh trùng trận ban đêm. Sống trong trại một vì đã quá quen nên hãy nghe có tiếng động lạ là người tù biết có một cái gì đó đang xảy ra. Một hôm, khoảng 3 giờ khuya, có tiếng động ồn ào từ khu nhà bếp đưa đến. Người tù nằm gần bên tôi thức giấc cho tôi hay, họ sắp đưa đi bắn một người. Thật vậy, đám nhà bếp đã chuẩn bị nấu đồ ăn sáng từ giữa khuya. Sau đó, có tiếng kéo thanh sắt còng chân vang lên. Tù nhân bị còng tay lại và được dẫn đi. Họ được cho một phần ăn sáng, mà thật ra ai còn lòng dạ nào để ăn, và một ly nước chè. Đôi lúc được hút một điếu thuốc, người tù bị tử hình được dẫn ra xe, ngồi giữa một đám công an đầy súng ống. Phía sau chiếc xe chở tù là một cái xe kéo, chở cái hòm để đựng. Sau khi mang ra trường bắn, từ đây hãy mỗi khi nghe tiếng động do nhà bếp nấu cơm khuya và tiếng thanh sắt kéo qua cái cổng trong đêm vắng là những tiếng động kinh khủng đối với tôi. Một ai đó sắp bị tử thần lôi đi. Sống trong nhà bảy. Thời gian này tôi rất khó chịu vì những cơn ngứa ngáy khắp người. Đầu thì đầy chí, thân mình đầy ghẻ lở do bị lây người nằm gần. May mà vợ tôi đã tìm thuốc ghẻ và gửi vào cùng một cái lượt dày. Ngay khi tôi nhắn tin ra ngoài, nhờ vậy tôi mới đỡ. Một buổi sáng vào tháng thứ 3 trong tù, khi đánh răng tôi thấy chảy máu răng, biết là lượng vitamin C dự trữ trong người đã xuống thấp. Tôi gửi tiền cho toán nhà bếp để mua một trái chanh. Khi đã có trái chanh trong tay, tôi xé và hết đến những tép nhỏ cuối cùng. Ngày hôm sau, chuyện chảy máu răng hết hẳn. Có những em tù hình sự đói quá, vì khẩu phần quá ít so với tuổi đang lớn, phải lượm các vỏ chuối và nhai rau ráu. Có đứa được người nhà thăm nuôi, vừa mới đem vào ban sáng một giỏ lát nào xôi, bánh mì, bánh ú, đường kẹo. Đến tối là đớp nhẵn hết, trừ gói thuốc rê. Bụng căng phình, ngồi nằm gì cũng không được. Vậy sao nghe lời người khác chỉ bảo, nó phải vào cầu tiêu móc họng để ói ra bớt. Có những thanh niên rất chai lì, không rõ bị tội gì thuộc hình sự. Ban sáng vừa ra tòa, chiều về mặt bầm tím. Hỏi ra, nó nói: "Lúc ông tòa tuyên án 17 năm tù và cho nói lời chót, tôi nói xin tòa cho thêm 3 năm nữa cho đủ 20 năm." Sau đó nó bị đám công an lôi vô dần cho một trận. Tôi hỏi: "Sao em gan vậy?" Nó nói: "Họ kêu bao nhiêu thì mặc họ, còn tôi khi nào thấy thuận tiện là giọt." Trong phòng giam này gần như 4 phần 5 là tù vượt biên. Ai lớn ngớ ra Phan Thiết mà không có giấy tờ cũng bị tống vào tù để xác minh giấy tờ lại. Ngoài ra có một số ít thuộc tù hình sự, lại có một tên cán bộ cộng sản thuộc ngành lâm nghiệp bị tù vì cố ý làm sai nguyên tắc gây thất thoát tài sản nhà nước, làm phòng trưởng phòng 7. Chuyển trại. Ở trại giam này hơn 3 tháng, thì tôi và một số người tù khác được kêu tên, ngồi ra ngoài hiên giữa và sửa soạn đi trại khác. Lòng tôi thật buồn.
Nếu ở tù gần nhà, thỉnh thoảng vợ tôi còn vào thăm, cho biết tin nhà. Còn một khi bị di chuyển đi xa rồi, thì việc thăm nuôi là một gánh nặng cho vợ tôi. Chắc gì được vào thăm. Hơn 3 tháng xa nhà, tôi thấy trước mắt tương lai mù mịt, sau lưng là kỷ niệm sống ngắn ngủi với gia đình. Tuy có vất vả nhưng cũng tạm ổn, vì tôi và vợ đã lo cho các con không ngày nào phải bị đói. Áo quần không đẹp nhưng không đến nỗi rách rưới. Bây giờ chắc hẳn những ngày về sau sẽ là đầy những chuỗi ảm đạm u buồn cho tôi và gia đình. Cả đám tù nhân được dẫn ra xe, khoảng 40 người, bị chất lên một xe poids lourd, loại xe để chở hàng hay trâu bò. Xung quanh xe bịch bùn, tấm bửng sau làm bằng song sắt kéo xuống, phủ ngoài bằng một tấm bạc. Một số người dòm xuyên qua mấy lỗ nhỏ, nói to lên: "Ê, qua cầu Trần Hưng Đạo, qua trạm hát, đến ngã ba chữ Y." Chiếc xe chạy thẳng tiến đến đường đi Bình Tuy. Khi qua căn cứ 6 rẽ trái, đường rất xấu, giằng xóc liên tục. Và đến 4 giờ chiều thì ngừng lại trước cổng trại giam Huy Khiêm thuộc quận Đức Linh. Trời hơi mưa lác đác. Tôi nhìn bên kia đường, thấy một toán người tù chỉ mặc quần đùi, da đen mốc, thân thể ốm nhom, đang từ một con đường nhỏ tiến ra. Mấy người đi đầu vác một bó cuốc, các người sau tay xách long gô, tay xách áo quần. Trời đang mưa nên họ được về sớm. Chúng tôi được dẫn vào lều dùng làm chỗ ngồi ăn. Đồ đạc mang theo được xếp lên các bàn, tức là những miếng gỗ kê lên 4 chân chung xuống đất. Rồi cả chục tên công an áo vàng bắt đầu khám xét. Đám này là đám chuyên nghiệp nên mọi đồ ăn đều bị thọc quậy, xem có gì lạ. Quần áo thì măng mo từng cái lai cái cổ. Sau đó chúng tôi được đưa vào một căn nhà dài, xây cao lên, mái ngói. Mà về sau chúng tôi được biết toàn bộ gạch lót, ngói cây đều do tù làm. Cửa sắt bên ngoài có một thanh gài kéo ngang và khóa lại bằng một ổ khóa. Trong phòng là 2 dãy sàn, hai bên có 2 tầng. Từ tầng dưới có 2 cái thang nhỏ để leo lên tầng trên. Tại đây tôi gặp lại một số anh em ở trong nhóm vượt biên của nha sĩ Phan Ngọc Cát. Những căn nhà được xây cất chắc chắn như vậy lúc tôi mới lên, lần lần được tăng thêm hơn 10 cái. Các ngày sau, xong tiếng kẹn báo thức, các cửa sắt được mở và cơm nước được phát. Sau khi tù nhân rửa mặt làm vệ sinh cá nhân, cầu tiêu là một dãy nhà dài có thùng phân ở dưới. Một tù nhân có nhiệm vụ gánh phân này đổ xuống ao rau muống và sau này rau được cắt đem vào trại nấu cho tù ăn mỗi ngày. Toàn trại chỉ có một cái giếng nước thật rộng, cỡ 8 mét đường kính, với hàng chục cây gầu đủ loại, với sợi dây lòng thòng. Nước thì ri rỉ một ít dưới đáy. Ăn sáng xong thì tù nhân sắp hàng ngồi chờ, điểm số nhận công tác và ra cổng đi làm. Đi ngang cổng có một vọng gác phải dở mũ ra chào. Lúc về ngang cổng cũng phải làm như vậy. Hãy đi làm sao thì được phát phần cơm trưa để ăn tại chỗ. Ngồi đâu đó gần nơi làm việc, đến chiều lại tiếp tục. Mỗi toán có 2 tên công an súng ống sẵn sàng đi kèm. Gặp lại người quen. 2-3 ngày sau, tôi gặp lại anh giáo, một người ở gần xóm tôi. Anh chị ấy cùng đi dạy tiểu học. Vì nhà ở gần đường đi, nên có làm một cái trái bán ít tạp hóa. Mỗi chiều, anh hay chạy chiếc xe lam đưa khách. Các con anh lúc rảnh thì chầm nón, chầm lá lợp nhà. Tôi hỏi sao anh bị bắt vào đây, anh cho biết. Anh nghĩ coi, mấy hôm trước thằng Hoàng Diệu đến nhà, dạ, nói với tôi, anh nên tình nguyện xung phong đi kinh tế mới đi. Tôi đến đây để động viên anh. Trên đó có đủ hết cả mọi thứ, nhà nước cấp nhà cho anh nè, rồi 6 tháng lương thực, lại còn có sẵn trường cho con cái anh, bệnh viện nữa. Tôi tức quá, giữ miệng không được nên đáp ngay. Anh nên xem lại thân anh ở đây có công việc gì đâu, làm không đủ sống. Đi kinh tế mới tốt đẹp như vậy sao anh không tình nguyện xung phong đi đi. 3 ngày sau thì tôi bị đưa vào tù và chuyển đến đây. Tôi cũng gặp ông Hợi, ông đã già khoảng 60 tuổi, tóc muối nhiều hơn tiêu.
Nguyên là người ở Phú Quý và Trước 75 làm xã trưởng một trong ba xã ở đảo này. Ông có một giọng nói đặc biệt nên mỗi khi đi làm cùng đám hình sự trẻ, tụi nhỏ chọc ông cho ông chửi bằng giọng Phú Quý để cả bọn cùng cười thoải mái. Ngoài ra tôi cũng gặp một ông Tàu, nguyên là ban trưởng một trong năm ban người Hoa Kiều ở Phan Thiết. Hồi đó, ban trưởng có làm gì đâu ngoài mấy việc quan hôn tang tế, nhưng cũng bị Việt Cộng bắt nhốt vào. Vậy sao tôi nghe nói khi ông được thả ra, đám Việt Cộng lại đến nhà biểu ông làm lại ban trưởng. Ông đáp, hồi trước tôi làm ban trưởng mấy ông nhốt tôi, bây giờ lại bắt tôi làm chức đó, tôi không có làm đâu, dẫu cho vàng tôi cũng không làm. Nếu mấy ông có muốn thì bắn tôi ngay ở nhà này này. Đám Việt Cộng nghe xong, vội rút lui. Tôi còn nhớ trong trại có hai em người Long Xuyên, tên TR và M. Hai em hiện ở Việt Nam, tôi không viết rõ tên vì sợ bất tiện cho các em. Hai người này đã vượt biên và kẹt ở đảo Hòn Khóm. Thỉnh thoảng họ nấu chè, họ dùng một loại đường tên là thốt lốt, cục đường tròn và dày màu vàng khác với loại đường tôi thường thấy có hình thuẫn. M mời tôi một miếng ăn thử, thật là ngon ngọt, béo và thơm như chocolate. Ở trại này, trong lúc đi lao động, công việc của tôi là làm cỏ mì, cỏ bắp, cấy lúa. Vậy sao tôi được chuyển qua toán làm ngói? Con chim lạ. Có một thời gian mưa bão liên tiếp 3 ngày, sau đó toán làm cây bắt về một con bìm bịp nhỏ. Mới đầu nó bị cột bằng một sợi dây. Khi đã quen, mấy anh thả nó ra cho đi quanh quẩn. Nó đi cà nhắc, một bên chân có dấu vết như một khúc băng bột màu đỏ. Con chim này đã bị bão thổi bay cùng cái tổ xuống dưới gốc cây, và chim mẹ đã biết băng bột cho chim con. Trong dân gian có nói đến loại chim này biết chữa lành xương cho đồng loại, như trường hợp con chim mẹ này, con chim con bị gãy chân. Chuyển phòng. Chúng tôi được cấp thức ăn sơ sài, nhất là sau khi chuyển qua một cái nhà khác xây thấp hơn, gồm số đông anh em quân nhân. Có lúc họ phát bo bo, một thức ăn của súc vật. Bo bo phải được ngâm nhiều giờ trước khi nấu. Khi ăn phải nhai kỹ vì vỏ rất dày. Đêm đến, khi nằm xuống, tôi thấy bụng từ từ căng lên. Chịu không nổi, tôi phải ngồi dậy, ở ra một cái cho hơi ra bớt, hỏa may bụng mới xẹp bớt. Cả phòng ai cũng bị như vậy, nên nồng nặc mùi ở chua lòng của bo bo. Tôi để ý quan sát và nhận thấy một chuyện cười ra nước mắt. Buổi sáng, nhìn theo các thùng phân xuyên qua lớp vị sắt, hãy thấy phân xanh là biết người đó đã ăn rất nhiều rau, còn thấy phân trắng bốc là biết người đó hôm trước đi nhậu đậu phụng và ăn sống. Tôi cũng gặp lại anh Đỗ Văn Minh, nguyên bác sĩ trưởng ty y tế Bình Tuy, đã cùng học khóa với tôi và đương phụ trách về y tế của trại. Tôi thường gặp anh nha sĩ Trung, nha sĩ thiếu tá, anh Cảnh. Cảm động và nhớ nhất là ngày anh Trung mời tôi với anh Cảnh đến ăn sáng. Anh nấu một nồi cơm nhỏ, bới ra ba chén, sau đó chan nước mắm có đường, chanh, tỏi và ít mỡ. Ngon quá xá, nhớ cả đời. Dự án dẫn nước. Trại tù nằm cách con sông khoảng 1 km, có vài ngày thì các toán được dẫn ra sông tắm. Mỗi khi như vậy thì người tù lội ra hơi sâu, cởi xà lõn và vò giặt luôn cho sạch. Có một hôm, một anh tù bị cá đốp chim, may không sức, chỉ bị chảy máu và các vết trăng cắn. Tổ cấp dưỡng. Ngoài một toán chỉ lo việc bếp núc, còn một toán khác gồm 10 người. Mỗi ngày cứ mỗi người phụ trách gánh 20 đôi nước từ sông vào nhà bếp. Một hôm tôi thấy một hàng cây gỗ được chôn xuống, từ chỗ thấp ở trại cao dần, dẫn ra ngoài bờ sông. Mọi người xì xầm, nay mai sẽ có nguồn nước dẫn từ sông vào trại. Hai hàng cây này dẫn đi khoảng 2/3 đường mà chiều cao đã quá cao, hơn 6 mét. Nếu ra đến được sông sẽ cao hơn nữa. Và nguồn nước sẽ là một cái guồng với bánh xe có đường kính gấp 2 lần như vậy. Vậy sao cả dãy cây gỗ được gỡ đi và không nghe ai nói gì về dự án vĩ đại đó cả? Qua tổ y tế. Một buổi chiều khi toán tôi đi làm ngoài đồng về, tôi được gặp ông Hồng,
Nghe nói nguyên phó tỉnh trưởng Bình Tuy ba bốn đời, đại diện tù nhân do trại đặt ra báo tôi được chuyển qua tổ phục vụ. Cả tổ này ở một dãy nhà gần nhà bếp, gồm các toán làm gỗ, làm vườn rau, nấu ăn và gánh nước, y tế, lò đường. Tôi mới biết anh bác sĩ Đỗ Văn Minh đã được thả ra chiều hôm trước, và tôi phụ trách về y tế. Toán y tế này gồm 5 người, 3 người lo việc thuốc nam, trong đó 2 người ra ngoài trại kiếm những cây thuốc nam đem về. Người ở lại lo chặt phơi sao, và mỗi ngày nấu ra 5 bình thuốc nam, đựng trong 5 cái ấm bằng thiết để tại nhà ăn. Có dán tên thuốc ở mỗi bình, để tự các người tù rót lấy uống tùy theo chứng bệnh. Toán này do anh Minh can tội vượt biên, người bắt lo. Tôi có một phụ tá gốc quân y, xem bệnh và cho thuốc hay săn sóc vết thương. Thuốc men cũng chẳng có gì, toàn mấy thứ tầm bậy tầm bạ như xuyên tâm liên, viên trị tả, vài thứ vitamin với liều lượng quá thấp do các nhà bào chế xã hội chủ nghĩa sản xuất. Mỗi ngày từ sáng tôi phải xem các người bệnh. 2 giờ sau tôi còn phải vác cuốc ra đồng làm việc với anh em. Thời gian làm việc ở đây cũng có nhiều việc buồn cười hoặc thê thảm. Trại thấy mùa lạnh sắp đến nên để ngừa cúm, họ phát cho đám thuốc nam một số tỏi. Các anh ấy lấy dạ ra, lọc lấy nước và buổi chiều trại viên khi đi làm về, tập hợp lại để được nhỏ vào mũi vài giọt, giống như gà gặp mùa toi. Rồi có lúc họ phát thuốc chích dịch tả. Tôi được lệnh chích dưới da cho mỗi người 0,1 ml. Thuốc giống như hậu bắp, không biết có tác dụng gì. Một buổi chiều, nghe vang lên, ngoài xa có nhiều tiếng súng. Sau đó khoảng nửa giờ, các toán được dẫn về. Tôi nghe được một chuyện, có 3 thanh niên còn trẻ, gốc Tàu Chợ Lớn chạy trốn và bị bắn. Nguyên khi họ đến làm cỏ nơi vạt bắp chỉ cao quá đầu gối, đã tìm cách trốn chạy. Bọn công an canh tù nhắm bắn như bắn bia, một em chạy thoát, một em chết và trong gần đó, em còn lại được khiêng về và họ bảo tôi, đến băng rồi à, để đó cho nó chết. Khi tôi đến chỗ em nằm ngoài vòng rào trại gần nơi ở của đám công an, thấy một thanh niên mặt đã xanh tái, bị một vết thương xuyên phổi, máu ra rất nhiều, ướt đẫm cả cán khiêng, miệng thều thào. Ma ơi! Em ơi! Thật là quá tội nghiệp. Ở một bệnh viện với những dụng cụ cần thiết tối thiểu, tôi nghĩ là tôi có thể cứu em. Chỉ cần may vết thương, đặt một ống thông phổi, truyền máu là hy vọng hồi sinh. Nhưng khi tôi vừa băng bó xong, tên cán bộ biệt cộng biểu tôi về, để đó cho nó chết. Thật là tàn nhẫn. Qua tổ y tế này, thằng Minh em vợ một y tá quân y nơi tôi làm việc thời trước, rủ tôi ăn cơm chung với cậu nó tên là Tất. Ông Tất này làm ở tổ rau nên thỉnh thoảng đem về một ít rau tươi kiếm được, gọi là cải thiện. Bởi vì thức ăn ở trại không có gì ngoài chút ít cơm đậu khoai sắn và rau luộc được cắt như bằm cho heo ăn. Ông Tất này trước năm 75 là trung sĩ an ninh quân đội, một ngày nọ được kêu lên làm việc. Chiều về tôi hỏi chuyện và biết sự tình. Trung úy Việt Cộng Thiết Mộc Nhĩ. Trong thời kỳ Tết Mậu Thân 1968, khi thanh toán bọn đặc công còn lại sau đợt phản công của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, ta có bắt được một trung úy tên Thiết Mộc Nhĩ. Sau khi khai thác, ta đã phá được nhiều tổ còn lại của tỉnh Bình Thuận. Rồi tên Nhĩ này được trao trả cho phía Bắc Việt sau Hiệp ước Paris 72. Sau 1975, tên này có lẽ bò lên một chức vụ lớn. Đám Việt Cộng muốn biết tên này đã khai gì, vì các tổ đặc công của Việt Cộng nằm vùng đã bị tận diệt sau trận Mậu Thân. Một đoàn điều tra với máy ghi âm đến gặp ông Tất và lấy lời khai. Ông nói năm 1968, ông chỉ là hạ sĩ, không giữ phòng khai thác, mà trưởng phòng là Trung Quý Bính. Họ ghi âm lời khai của ông Tất và nhắn với ông Bính. Ông này trước 75 là thiếu tá tiểu đoàn trưởng một tiểu đoàn địa phương quân của tiểu khu Bình Thuận. Khoảng một tháng sau, đoàn này trở lại, cho biết ông Bính khai không biết, không nhớ gì.
ông này không thiệt. Rồi biểu ông này nhắc ông Bính chuyện cũ để ông Bính khai, rồi cứ như thế câu chuyện chưa biết ngã ngũ ra sao, cho đến khi tôi được thả ra mà ông Tất với cấp bậc trung sĩ vẫn còn bị nhốt trong tù. Bác sĩ đa tình. Nhà giam của chúng tôi ở phần sau trại gần với nhà giam của tù nhân nữ. Đó là một nhà gỗ lọc tôn sơ sài, tất cả khoảng 20 người. Tôi nhớ có một chị khoảng tuổi 30, bị tù vì tội vượt biên, án 6 năm tù do làm chủ mưu. Đặc biệt chị ấy có một cái mông vào bụng rất to lớn, nguyên trước chị ta là chủ một gian bán cá ở chợ. Sau gần một năm giam cầm với thức ăn điều độ, người chị trở nên teo tóp, mông và bụng biến mất. Ở trại giam nữ này có nhiều thành phần phản động vượt biên hình sự. Ngổ ngáo nhất trong đám hình sự là con út Chôm. Tôi biết nó vì cả gia đình nó từng hành sự vùng bệnh viện Phan Thiết. Trước biến cố 75, một thằng anh nó lấy một xe jeep treo cờ mặt trận giải phóng miền Nam cùng vài tên trong xóm lận súng và lái vòng vòng phố cướp bóc, nên đã bị thiếu tá Hải, xã trưởng xã Đô Thành bắn chết khi tái lập trật tự thị xã. Ba nó phải mượn một cái xe kéo, bỏ nó lên và kéo nó về nhà chôn. Trong đám vượt biên có một cô người Thanh Hải, một xóm di cư của người Bắc di cư năm 54 ở phường Phú Thủy, nước da trắng trẻo, nên một anh bác sĩ, tạm gọi là BSI, để ý. BSI và BST là hai anh em tù vì tội vượt biên, không biết có làm ăn gì được không, nhưng hay bên thơ qua thơ lại và đám cán bộ bắt được một cái thư của chàng viết cho nàng. Lời văn nồng nàn tha thiết. Kể từ đó lá thư được đọc lên 2-3 lần vào buổi chiều. Ít ngày sau, trại nữ báo cho tôi biết cô người trong mộng của chàng nằm mê man do uống thuốc độc tự tử. Tôi không biết làm gì hơn vì không thấy bị hôn mê nặng, là kêu mấy chị trong phòng bóp mũi, đổ nước bắt uống, sau đó móc họng cho mửa ra, và làm như vậy nhiều lần. Cô ấy về sau không chết, nhưng hai mắt sưng húp, không biết tại tôi móc họng hay do cô ta ốt dột, buồn và khóc. Yêu nữ. Một buổi tối tôi được lệnh đi xem bệnh, cũng ở nhà nữ, một người bị đau bụng. Sau khi xem và không thấy gì nghiêm trọng, tôi chích một mũi atropine. Còn út Chôm đứng gần đó nói như để chọc tôi: bác sĩ ở lại à, với tụi em đêm nay ngăn. Thiệt là hết chỗ nói, tôi lững thững làm thinh đi coi như không nghe. Có lúc đám hình sự nam bên kia hàng rào vì cách xa, nói cũng khó nghe, nên bọn đó cầm một trái ớt giơ lên và kêu: út Chôm, ăn cu không? Còn út Chôm bên này có lẽ không nghe, chỉ thấy gật gật đầu. Cả bọn trẻ hình sự được một tràng cười thú vị. Ở trại tù lâu ngày, trẻ sinh sôi nảy nở, ai cũng bức rất khó chịu, kêu ca với ở trên. Họ có cho xịt thuốc nhưng cũng không hết. Sau đó có đề nghị gỡ các miếng ván làm giàn ngủ để xối nước sôi. Từng đàn rệp đen thui chết, trôi tụt xuống thật là ghê rợn. Thăm nuôi. Trong gần 3 năm ở trại tù này, tôi đã được thăm nuôi 3 lần. Qua những thư gửi về, tôi chưa bao giờ nói về việc vợ tôi phải mang lên gì nhiều cho tôi. Chỉ xin một ít đường đậu vì quá thèm ngọt, do phải lao động nhiều, và một ít thuốc rê để hút cho đỡ buồn. Tôi vẫn biết vợ tôi với việc được lưu dụng trong trường, lương tiền không bao nhiêu, khi bốn con đang lớn phải đi học, nhiều nhu cầu là một gánh nặng ghê gớm. Những ngày tôi ở ngoài còn gánh bớt một phần, nay chỉ mình vợ tôi lo toan tất cả. Thật là tội nghiệp cho vợ tôi, cũng như các bà vợ có chồng bị tù tội dưới chế độ nghiệt ngã xã hội chủ nghĩa, đầy căm thù và phân biệt. Thế rồi, một buổi sáng, thật là bất ngờ, tôi được kêu tên ra thăm nuôi. Nhà thăm nuôi ở ngoài ngõ, bên kia đường trại tù. Tôi đi ra thì thấy vợ tôi cùng đứa con trai lớn đang đón tôi. Vợ con tôi đều xanh, ốm, vẻ mặt buồn thiu. Con tôi có cao lên một chút, nó bận một cái áo trắng cũ đã chật, ở túi có bảng tên trường học. Cái quần xanh đã cũ, rách và được vá ở gối,
lai quần cao quá mắt cá. Tôi nhìn mà thấy lòng buồn thảm. Chúng tôi đứng đối diện nhau, giỏ đầu thăm nuôi ở giữa. Đầu hàng là ba bốn tên công an chăm chăm quan sát. Tôi không nói chi nhiều, chỉ nhắn vợ tôi gắng lo cho các con. Vợ tôi thì cho biết nhà vẫn bình thường và nói tôi nhớ giữ gìn sức khỏe. 5-6 tháng sau, tôi được kêu ra nhận một giỏ lát thăm nuôi do vợ tôi gửi lên. Khoảng 6-7 tháng trước khi được thả về, tôi được đứa em trai đi xe Honda lên thăm với một giỏ lát thăm nuôi. Tôi và nó không nói chi nhiều, chỉ nhìn ánh mắt nó. Tôi nghĩ nó rất buồn vì có lẽ nghe tin đồn rằng sợ dĩ tôi bị tù trở lại vì tham gia tổ chức phục quốc. Tôi chỉ nói tôi vẫn mạnh khỏe cho nó yên lòng, sau đó cảm ơn rồi vào lại trại. Thật lắm tội. Lúc tôi bị bắt, đám Việt Cộng loan tin tôi bị bắt vì đủ thứ tội. Thứ nhất là vì tôi ở trong tổ chức phục quốc, âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng. Thời gian sau đó, trong một buổi họp ở bệnh viện Phan Thiết, tên trưởng bệnh viện còn nói tôi muốn lật đổ để làm bệnh viện trưởng. Sau khi tôi bị bắt một ngày, về sau vợ tôi cho biết, một đám công an đến nhà, đọc lệnh xét nhà và lục tung tất cả đồ đạc, lấy đi các ảnh tôi chụp với các bác sĩ Hoa Kỳ lúc làm ở bệnh viện Quảng Trị. Lấy luôn các giấy vợ tôi vẽ đường dẫn đến nhà các em học sinh trong lớp chủ nhiệm, rồi phao lên tôi bị giam vì là nhân viên CIA. Thật là buồn vì hơn 15 năm ở Hoa Kỳ, không một ai ở cơ quan CIA đến hỏi thăm. Rồi khi được thả ra về Long Xuyên, có một ông nhà giáo hỏi tôi có phải trong tổ chức Phú Rô không. Tôi phải giải thích những chữ viết tắt ấy và tổ chức này do người thượng dẫn đầu, phần tôi hoàn toàn không biết gì. Thật là lắm tội. Gần ngày Tết thì tù nhân được cho thêm một ít thịt và xôi. Tết năm cuối, trước khi tôi được thả, trại hạ một con trâu để cho toàn trại mấy ngàn người ăn. Mỗi phần ăn buổi chiều đó có 2 miếng thịt vừa bằng 2 ngón tay út. Phục vụ y tế cho cán bộ, một mới lạ. Cũng trong thời gian này, có 2 chuyện làm tôi luôn canh cánh bên lòng. Một buổi chiều khi toán lao động bên ngoài về trại, tôi được một tên vệ binh đến kêu đỡ đẻ cho vợ y. Tôi vội vơ lấy những gì có được. Chai anh con, cây kéo, cái kẹp và cuộn băng và cùng một anh y tá phụ. Theo y đến một cái nhà bên ngoài trại. Nhà tranh vách đất lụp xụp. Tôi vội nói anh ta múc nước cho tôi rửa tay. Sau khi thoa anh con 2 bàn tay và nói vọng cho y nấu giùm một ấm nước, tôi khám và đỡ đẻ cho vợ y. Chưa bao giờ tôi xem xét cái nhau kỹ như lần này vì nếu mà sót nhau, thế nào cái mạng của tôi cũng bị lâm nguy. Tôi dùng nước ấm tắm em bé, cột và cắt rốn, mặc quần áo cho em bé. Trong khi ấy, trên bàn phía bên kia, cán bộ Việt Cộng đã dọn cơm cho chúng tôi ăn. Lần đầu tiên, 2 thầy trò trong 3 năm được ăn một bữa cơm không đụng với một dĩa thịt gà kho. Rồi 3-4 ngày sau, tôi phải tìm tên Việt Cộng đó hỏi thăm vợ y có sốt không. Gần 1 tuần tôi mới hết lo. Chiều về chậm chậm trong một ngày, tôi đang bước ra để về phòng thì anh y tá phụ đến nói tôi đi xem bệnh một sĩ quan công an. Tôi đến nơi thì anh ta không có mặt, định hỏi thăm thì thấy anh đang đi vào, cho biết vừa tắm dưới sông lên. Tôi khám và thấy bình thường, không có sốt, vì đi tắm được. Còn răng anh ta chỉ hơi rướm máu. Tôi cho biết là thiếu vitamin C, mà trại không có vitamin C, nên tôi nói anh y tá chích 1 mũi vitamin K và hẹn hôm sau đến xem lại. Sáng hôm sau, tôi và anh y tá ra đến cổng, báo cáo đi gặp Đại Quý Dũng, tức tên người bệnh vừa kể, để xem bệnh. Tên gác cổng nạt, đi vào, bọn chúng tôi phải chấp hành. Ngày hôm sau, nghe nói anh ta đã ra đi về Phan Thiết để khám bệnh, rồi họ cho biết đang nằm ở bệnh viện. Tình trạng cũng bình thường. Khoảng 10 ngày sau, tôi thấy một xe GMC với bà vợ anh ta ngồi đằng sau khóc lóc thảm thiết. Ai đó cho biết Đại Quý Dũng đã chết ở bệnh viện. Tự nhiên tôi hơi lo lo, nhưng sao tôi nghĩ mình không làm gì sai trái trong thời gian qua nên cũng tạm yên tâm.
Những ngày trước khi được thả về, hôm sau thì tôi được lệnh trở về lại toán lao động, và anh BSI qua thay tôi phụ trách y tế của trại. Tại đây tôi đã bị một cơn đau bụng kinh khủng. Tôi phải ngồi gập như một tín đồ Hồi giáo và được chích một mũi atropine. Sau đó tôi đi tiểu ra máu. May mà trong túi sách tôi còn một ít ampicillin uống đã cứu tôi. Sự tiểu ra máu kéo dài vài ngày rồi bỗng một đêm. Sau một cơn đau dữ dội, tôi đi tiểu văng ra một hộp sẵn nhỏ. Chỉ ít ngày sau tôi bình phục, nhưng vẫn còn yếu. Họ chuyển tôi qua toán đan lát. Toán này chuyên làm những cái giỏ bằng tre để đem ra ngoài bán. Trong thời gian 10 phút nghỉ ngơi nửa buổi, các anh khác vẫn tranh thủ làm để thi đua. Còn tôi đánh ván cờ với một người khác thì một tên công an đến và phán. Ai cũng đang làm, mà sao anh lại đánh cờ? Tôi đáp, bây giờ là giờ nghỉ. Sau đó tiếng kẽn vang lên báo giờ làm lại, tôi nói ngay. Tiếng kẽn đó là báo giờ làm trở lại, còn mấy anh ấy không muốn nghỉ là để thi đua. Xung quanh ai nấy lặng im, không ai dám nói lên một lời vì quá sợ. Kết quả của sự đối đáp này là tôi được tống vô xà lim với hai chân bị còng. Nằm trong xà lim thật là uất ức, vì bọn chúng muốn hành hạ tù nhân cách nào cũng tùy thích. Quãng đêm xuống thì chúng mở còng và bảo tôi về phòng. Độ một tháng sau thì tôi được thả về. Trời đã quá chiều, đường từ trại tù đến bến xe cũng trên 3 km. Tôi không thể đáp xe về Phan Thiết hay ra quốc lộ 1, nên tôi phải ngủ lại ở phòng dành cho thăm nuôi. Hôm sau, khi nhìn lại tấm bảng với hàng chữ, không có gì quý hơn độc lập tự do trước cổng trại giam, tôi thầm nghĩ, mình đang rời khỏi một nhà tù nhỏ và đang đi đến một nhà tù bao la với một tương lai bất định. Bác sĩ Lê Bá Dũng. Hồi ký đến đây đã chấm dứt. Xin cảm ơn bác sĩ Lê Bá Dũng và cảm ơn bà con cô bác đã lắng nghe.